Hello, welcome back English A. My language exercise just for Unit 12. Unit 12, vacation abroad. Part 6, test for Unit 12. Test for Unit 12, phần số 6 nha các em. Number the sentences from a letter from 1 to 7. Các em sẽ đánh số cho những câu sau trong cái đoạn hội thoại này nè, trong một bức thư, từ số 1 đến số 1 đến số 7 theo thứ tự để mà bức thư đó nó được liền mạch và hợp lý ha. Câu đầu tiên người ta đã làm cho mình. Câu thứ nhất, we had a great vacation in California. Chúng tôi có một cái kỳ nghỉ tuyệt vời ở California. Vậy thì bắt đầu kể về kỳ nghỉ đó này. Số 2 sẽ nằm ở câu cuối cùng đây. We started our trip in San Francisco. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi ở San Francisco. Đó, chúng tôi bắt đầu ha, điểm bắt đầu luôn. Thì lấy chữ San Francisco làm đầu mối thì các em sẽ có câu 3 là đây. We saw Chinatown and Fisherman Wharf and took a cruise around San Francisco Bay. Chúng tôi đi xem Chinatown, cầu cảng, Fisherman và thuê một cái và có một cái chuyến đi vòng quanh vịnh San Francisco ha. Rồi liên quan tới sau khi rời San Francisco thì mình sẽ đi đâu đây? Rồi after đây chính là câu số 4. After San Francisco, we went to Los Angeles. Chúng tôi đi tới Los Angeles. We love Hollywood and Universal Studio. Đó, chính là cái Los Angeles này các em lấy làm điểm đầu mối. Vậy thì tiếp theo sẽ là câu này. Câu số 5 sẽ là câu này. Then we rented a car and drove to Palm Springs. It's about 3 hours. Nó mất tốn khoảng 3 tiếng đồng hồ từ Los Angeles để đến Palm Springs ha. Thuê xe hơi và lái xe đến Palm Springs. Đi 3 tiếng đồng hồ. We played the golf there and took a tour. Chúng tôi chơi golf và đi du lịch ở đây ha. Took a tour, có một cái chuyến tham quan ở đây. Tiếp theo thì từ lấy cái chữ Palm Springs này làm đầu mối thì các em có câu số 6 sẽ là câu này. From Palm Springs, từ Palm Springs, we went to San Diego. It's a beautiful city and the view is really interesting. Đó, thì từ Palm Springs chúng tôi tới San Diego. Đó là một thành phố đẹp và sở thú ở đây thì thật sự rất là thú vị. Vậy còn câu cuối cùng chính là nó. Well, that's about all for now. Đó là tất cả giờ tôi nói ha, tôi kể. I tell you about the rest of my trip when I get back. Tôi sẽ kể với các bạn phần còn lại sau khi tôi trở về. Ok, xong phần 6 La Mã, tới phần 7 La Mã nè. Read the passage. Read this passage, đọc đoạn văn, then answer the question, sau đó trả lời những câu hỏi. Australia is an island continent in the South Pacific. The capital in Canberra, but the city with the biggest population in Sydney, which had nearly 4 million English is the first language of more people. But there are also many immigrants who speak other language. Canada is the second largest country in landside. It stretches 3,223 square miles from east to west, and from the North Pole to the U.S. border. Both English and French are official language. Many French-speaking people live in the province of Quebec, where Montreal is the biggest city. Canada had a cold winter, and many Canadians enjoy winter sports such as skiing and ice skating. Switzerland is a small country in Central Europe. Its neighbors are France in the west, Italy in the south, Austria in the east, and Germany in the north.
60% of the land in Switzerland is mountains. Switzerland is famous for its banks, tourism and skiing. Rồi cô dịch sơ qua đoạn văn nha. Cô nói cô dịch sơ nhé, không chính xác hết đâu nhé. Nước Úc, Australia là nước Úc là một, không biết là cái dịch chính xác hay không nha. Nước Úc là một đảo lục địa hả? Hay lục địa đảo gì đó, lục địa. Một lục địa đảo ở Nam Thái Bình Dương. Thủ đô của nó là Canberra, nhưng mà thành phố đông dân nhất là Sydney. Nơi mà có gần khoảng 4 triệu dân á, Sydney khoảng 4 triệu dân á. Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên, first language of more people, của hầu hết mọi người. Nhưng mà cũng có nhiều người nhập cư nói những ngôn ngữ khác. Canada là đất nước lớn thứ hai ở cái landside, ở cái bên cạnh là vùng đất, là cái đất nước lớn thứ hai ở trong cái vùng đất bên cạnh đó. Nó kéo dài, nó trải dài là 3.222 cái gì, mai là dặm mà, vuông hả? Từ tây sang, từ đông sang tây, square mile là dặm vuông nha các em. Cái này cô chưa có chuẩn bị nên cô không có dịch được rõ ràng lắm. Dặm vuông, từ đông sang tây và từ cực bắc tới biên giới của nước Mỹ. Both English and French, cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều là ngôn ngữ chính thức ở Canada. Nhiều người nói tiếng Pháp thì sống ở tỉnh Quebec, nơi mà Montreal, địa điểm Montreal, nơi mà có Montreal đó là thành phố lớn nhất. Canada có mùa đông rất là lạnh và nhiều người Canada thích những cái môn thể thao mùa đông như là trượt tuyết, trượt băng, trượt băng, trượt tuyết. Thụy Sĩ là một cái đất nước nhỏ ở Trung Âu. Hàng xóm láng giềng của nó chính là Pháp, ở phía tây, và Italy, Italia là Ý, Ý ở phía nam. Tức là xung quanh Thụy Sĩ ha. Austria là áo nha các em. Australia là Úc, nhưng còn Austria là áo. Áo thì ở phía đông, Đức ở phía bắc. 60% đất liền của Thụy Sĩ là núi. Thụy Sĩ người người Thụy Sĩ không Thụy Sĩ thì nổi tiếng về những cái ngân hàng, về dịch vụ du lịch và trượt tuyết. Ở đây có câu trả lời sẵn cho các em, nhưng mà cô sẽ tìm chỉ cho các em thấy trên đoạn văn nó nằm ở chỗ nào ha. Where is Australia? Nước Úc thì ở đâu? Vậy thì mình có chỉ danh ở đây. Australia là một hòn đảo lục địa đảo gì đó ở Nam Thái Bình Dương. Australia is in the South Pacific. Okay. Câu số 2, what is the population of Sydney? Dân số của Sydney là gì? Tức là dân số của nó là nhiêu đó, hỏi dân số đó. Thì Sydney ở đây, và chữ quyết này là thay thế cho Sydney, cho nên chúng ta có phải viết thẳng luôn là Sydney had nearly 4 million, có gần 4 triệu dân ha. Đó, hoặc là trả lời theo theo câu hỏi, the population, dân số of Sydney, của Sydney is nearly 4 million. Rồi, câu số 3, is English the unique language spoken in Australia? Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được nói ở Úc hay không? No, không ha. It's the first language, nó là ngôn ngữ đầu tiên. Ngôn ngữ có thể là ngôn ngữ chính ha, of most people, con của hầu hết nhiều người. But nhưng mà there are also many immigrants, cũng có nhiều người nhập cư khác, who speak other language, nói những cái thứ tiếng khác. Nằm ở chỗ nào đây? English ha, các em lên hết câu này vô cho cô đó, ý của câu đó. Câu thứ tư, what is the land area of Canada? Diện tích
của Canada là nhiêu? The land area of Canada is 3.223 dặm vuông, nằm ở chỗ này nha. Nó trải dài. Đó. Which languages, ngôn ngữ nào are spoken in Canada? Những ngôn ngữ nào được nói ở Canada? Thì cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều được nói ở Canada. Rồi đây, English and French are official language. À, và mình đang nói về, cái đoạn này đang nói về Canada. Câu số 6. What's the weather like in winter in Canada? Thời tiết như thế nào vào mùa đông ở Canada? It's very cold in winter. Tại vì đây mình thấy có trên đây. Canada có một mùa đông rất là lạnh ha. Cho nên là it's very cold in winter. Chính là như vậy ha. Chính là mùa đông rất là lạnh ở Canada đó. Which countries, những quốc gia nào are the neighbors of Switzerland, là hàng xóm láng giềng, tức là ở khu vực biên giới ở xung quanh Thụy Sĩ, thì the neighbors of Switzerland are French in the west, nước Pháp ở phía tây, Italy in the south, nước Ý ở phía nam, Austria in the east, nước Áo ở phía đông, and Germany in the north, và nước Đức ở phía bắc. Ok, vậy là xong phần 7 lá mã. Phần 8 lá mã, write a postcard, viết cái tấm bưu thiếp using the suggestion, sử dụng những lời gợi ý. Cái này là các em viết lại ha, những từ gợi ý người ta cho sẵn đây rồi. Cô đọc luôn cái đoạn văn viết lại cho các em nha, để cho nó nhanh. Here we are in Montreal, a city Quebec, of Quebec, Canada. Các em để ý mình thêm dấu phẩy ha. We have been here for 5 days. Chúng tôi đã ở đây khoảng 5 ngày. Chia thi hiện tại hoàn thành. The weather is terribly cold. Thời tiết thì lạnh kinh khủng. But we are having a great vacation. Nhưng mà chúng tôi cũng có một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Montreal is a beautiful city and lots of people speak French here. Và nhiều người nói tiếng Pháp ở đây. We are staying in a mini hotel by a lake. Chúng tôi ở lại trong một cái khách sạn mini cạnh một cái hồ. The hotel is great and the food is delicious. Tới khách sạn thì rất là tuyệt vời và thức ăn thì cũng ngon. Yesterday, ngày hôm qua, we went skiing. Chúng tôi đi trượt tuyết. It was very exciting and I took lots of photos. Đi trượt tuyết và chúng tôi và tôi chụp rất là nhiều những bức ảnh. Everything is very nice. Mọi thứ thì rất là tốt. But quite expensive here, nhưng hơi đắt một chút ở đây. So I didn't buy many things. Vì vậy tôi không có mua nhiều thứ. I will go to Quebec City next weekend. Tôi sẽ trở về thành phố Quebec vào tuần sau. It's not far from here. How are you? Ở đây cũng không xa lắm. Bạn thì sao? I hope you are well. Tôi hy vọng bạn đều ổn. Love, Catherine. Các em tự viết lại ha. Cô không giải thích nữa tại vì cô thấy phần này cũng không có gì để nói cả. Ok, thế là thuộc. Rồi chúng ta sẽ qua phần test yourself trong video tiếp theo. Tạm biệt tất cả các em.